Chào toàn thể các bạn, hôm nay chúng ta lại đến chương trình Nấu Gì Hôm Nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Quang Trang, hiện đang công tác tại công ty Quả Táo Vàng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm món nem tôm. Trước tiên là chúng ta sẽ thực hiện món nem tôm rất là đơn giản và nguyên liệu rất là dễ kiếm, thì dễ tìm và dễ mua ở xung quanh của chúng ta. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn là thành phần của món nem tôm ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta sẽ chọn tôm, thì các bạn nên chọn tôm nguyên liệu của nó là tôm sú, hoặc chúng ta sẽ chọn những con tôm sú thật tươi ngon. Và tiếp theo đó là thịt vai, chúng ta hãy dùng thịt vai xay, dùng thịt vai thì nó có vừa có một chút mỡ và chút nạc, ăn nó sẽ không bị khô. Và nguyên liệu kèm theo của nó gồm mộc nhĩ nấm hương, một chút xíu cà rốt, ít hành tím, và đặc biệt của nó là vỏ bánh đa nem. Thường thường chúng ta dùng vỏ bánh đa nem thường, thì khi gói nem lên thì cái độ dày của vỏ nó sẽ làm cho món nem của chúng ta nó hơi đậm một chút. Thì mà rán thì các bạn lưu ý, ở nhà chúng ta rán là các bạn dùng cái vỏ nem của mình, thì rán không khéo thì nó lại hay bị bục. Thế cho nên là tôi hướng dẫn các bạn hôm nay là chúng ta sẽ chọn mua trong siêu thị một cái loại nem như là vỏ nem Hồng Kông. Cái vỏ nem Hồng Kông này thì cái thành phần của nó rất là dai, với lại khi mà chúng ta rán lên thì nó sẽ rất là giòn, nó không bị bục và chúng ta thưởng thức món nem rất là ngon. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn chế biến món này. Trước tiên thì tôm chúng ta bóc vỏ, bỏ sạch cái chỉ đen của nó đi và rạch lưng, và sau đó chúng ta sẽ thấm khô. Ở đây thì hôm nay thì tôi đã bóc và rạch chả rồi, thì các bạn lưu ý là chúng ta cái một số tôm thì chúng ta sẽ bỏ cái đầu của nó đi và chúng ta sẽ thấm khô và băm thật nhỏ để trộn cùng với cái thịt vai xay hôm nay. Đấy, thịt vai chúng ta các bạn có thể là băm thêm một chút cho nó nhuyễn. Tay và để trộn khi chúng ta cầm vào những nguyên liệu khác nó không bị dính cái đồ sống vào. Chúng ta dùng một chiếc khăn sạch. Các bạn cho tôm vào khăn sạch thì chúng ta thấm khô. Cái thấm khô của tôm là khi mà chúng ta giúp con tôm nó khô, và khi chúng ta làm vào nem thì gói nó không bị rời rạc, nó không bị ướt, rán thì nó không bị nổ, nó có nước nó hay chảy ra, nó làm cho ỉu nem đi và hay bục. Và thấm khô. Và sau đó các bạn đập đập. Thank you.
nhé. Các bạn dùng khoảng 2 tay một đĩa cho 10 đồng nang. Cho bông nhỏ. Còn đối với nấm hương thì cái chân của nó thì nó hơi cứng, thì chúng ta có thể là cắt gọn chân của nấm hương đi. Để chúng ta khi mà chúng ta cho vào nhân nam nó không bị cứng. Hành tím các bạn băm nhỏ. Các bạn băm nhỏ một chút xíu để khi chúng ta trộn nhân nem thì nó không bị rời rạc ra. Nếu các bạn băm to quá nó sẽ nhân nem của mình nó khi gói nó không mịn, thì khi mình cắt nem ra nó sẽ rời. Và cà rốt thì chúng ta hãy cho ta bảo sợi ra. Cà rốt vào nó đỡ ngán. Và cái thứ hai nữa, khi chúng ta cắt cái nem tôm ra thì nhìn nó có màu đỏ hoặc màu đen của nấm hương của mộc nhĩ thì nhìn nó rất là hấp dẫn. Cho một chút cà rốt. Cà rốt chúng ta sấn băm chồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ chấm nước gia vị. Các bạn cho tôi 2 thìa cà phê hạt nêm. Cà phê, 2 thìa cà phê bột ngọt vào.
hạt tiêu. Chúng ta cho tăng hạt tiêu một chút xíu để cho nó có mùi thơm. Một chút xíu được. Mọi người có thêm cà phê đường nhé. Và sau đó chúng ta sẽ trộn đều đấy. Các bạn cho tôi một lòng đỏ trứng. Chúng ta đập trứng ra cái bát và chúng ta sẽ xúc cái lòng đỏ. Lòng trắng thì chúng ta gói nhanh, chúng ta sẽ miết vào cái vỏ của nó để cho nó dính lại và chúng ta trộn đều lên. Khi trộn đều xong thì các bạn có thể là chúng ta lại thấm tiếp cái tôm nguyên con. Các bạn lưu ý là cái tôm mà chúng ta để quấn vào cái nem thì chúng ta để nguyên con để cái đuôi lại, để khi chúng ta quấn nem nó thò cái đầu cái đuôi của nó ra nhìn nó hấp dẫn, nó bắt mắt. Ta lại thấm khô. Tiếp theo là tôi sẽ và tôi bóc lá nem. Cái vỏ nem Hồng Kông thì các bạn lưu ý là bọc, chúng ta sẽ bảo quản trong ngăn đá để khi mà chúng ta chuẩn bị chế biến thì các bạn bỏ ra trước khoảng 10 đến 15 phút để chúng ta bóc nó dễ. Và chúng ta các bạn trộn cho một chút xíu cái gia vị vào đây. Chúng ta không ướp tôm sớm quá, bởi vì nếu các bạn ướp tôm sớm quá thì nó sẽ chảy nước. Thì chúng ta thấm khô, chúng ta sẽ cho gia vị vào.
chút xíu mì chính, chút hạt nêm, chút hạt tiêu. À, các bạn trộn đều lên. Và sau đó chúng ta sẽ để trong 2-3 phút thì các bạn bắt đầu quấn. Khi chúng ta bóc ra thì nó bị rách, thì những cái phần bên ngoài nó cứng hay giòn thì các bạn lưu ý chúng ta cắt vuông nhỏ đi để xóa gói. Cái này cũng đẹp. Ta xúc một lượt. Chúng ta giải đều ra. Các bạn đặt con tôm lên. Chúng ta để thò cái đuôi tôm ra. Đó, thì là quấn lại. Các bạn bơm một chút xíu cái lòng trắng trứng vào đây để cho nó dính ra. Các bạn dán thì là cái đầu cái vỏ nem mà cái đầu tôm nó sẽ xòe ra.
vừa là chúng ta đã gói xong hoàn thành. Chúng ta sẽ thử gọi nào. Công đoạn khi chúng ta đã gói hoàn thành xong nem thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ dán nem, thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ chuẩn bị một chiếc để khi nem được thì chúng ta sẽ vớt ra đây để cho nó dốc cái dầu ăn để nó đỡ ngấy. Chúng ta cho vào một lượng dầu, các bạn lưu ý là dán nem thì chúng ta sẽ cho ngập cái nem. Thế cho nên là chúng ta sẽ đổ một lượng dầu tương đối lớn một chút xíu để cho nó ngập cái nem, thì rán nó sẽ giòn đều, ăn nó sẽ rất là ngon. Trong lúc chờ dầu sôi thì các bạn lưu ý chúng ta sẽ tiến hành trang trí một chút xíu. Và chúng ta sẽ thử dầu sôi, thì các bạn lấy một chiếc đũa khô các bạn cắm xuống. Nếu như tăm nhỏ mà nó sôi rất là nhẹ lên thì dầu của các bạn chưa già. Khi các bạn cắm cái đũa xuống mà nó sủi những cái tăm to mà nó bốc lên rất là mạnh thì là dầu của các bạn đã tương đối già. Chúng ta sẽ cho nem vào. Chúng ta tăng nhiệt lên một chút xíu. Tôi sẽ thả thử một chiếc vào. Dầu đã được, chúng ta thả tiếp theo.
Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ dán hai lần. Một lần đầu khi chúng ta tiếp nhận cái đũa của chúng ta vào cái nem mà cảm giác nó cứng thì chúng ta sẽ gắp ra ngoài để nem của chúng ta không bị om trong dầu nhiều quá. Nếu om trong dầu nhiều quá thì nó sẽ bị cháy cái vỏ bên ngoài, mà bên trong khi chúng ta gắp vớt ra thì nó sẽ mềm lại và chúng ta không có cơ hội để chúng ta dán lại. Chúng ta sẽ dán vàng tới, chúng ta sẽ để ra ngoài để cho nó nguội, nó bốc hơi. Và sau đó chúng ta sẽ dán lại lần nữa thì nem chúng ta sẽ có cái độ giòn rất là lâu. Chúng ta để dầu nóng ra lại thì chúng ta bắt đầu dán tiếp. Các bạn lưu ý là khi chúng ta dán nem nó có ra một số cái vẫn còn nước của nó, ra những cái bọt thì chúng ta nên hớt bọt để tránh tình trạng nó bị cháy, nó bám vào cái vỏ nem của chúng mình sẽ cảm giác nó sẽ món ăn của chúng ta nó sẽ kém hấp dẫn. Và chúng ta chờ dầu sôi lại, cái mặt dầu bắt đầu nó phẳng lên, bắt đầu nó gợn, cái làn sóng, tức là cảm giác nó bốc hơi rất là nóng. Chúng ta cho tiếp nem vào lần 2 và chúng ta dán vàng là được. Sôi lại, các bạn cho chúng ta nên rửa tay thật nhanh, đặt nem cho nó đều, cho nó không cháy. Cái nào vàng chúng ta sẽ rút ra.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món nem tôm. Bây giờ chúng ta sẽ dùng nước sốt. Cái này chúng ta với loại nem này chúng ta có thể chấm bằng tương ớt hoặc sốt chua ngọt. Sẽ xếp vâng, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món nem tôm ngày hôm nay với nguyên liệu rất là dễ tìm và sự hướng dẫn rất là tỉ mỉ của tôi. Tôi hy vọng các bạn sẽ thực hiện tốt món ăn này để chiêu đãi bạn bè và mang lại món ăn cho gia đình. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại.